Chào bà con. Hiện tại Bức Tranh Miền Tây đang ở ranh giới của An Phú và bên kia là của Campuchia. Hôm nay về quê gặp anh Tư. Anh Tư ảnh dẫn vô nhà ảnh đãi món rắn hầm hấp sả. Giờ mời bà con thưởng thức cùng với Bức Tranh Miền Tây nha. Kéo nhấc đầu đi xong. Nhấc đầu hả? Đặt cho nó cái, đặt cái nữa. Đặt cái đầu thôi, cầm đầu đặt thôi. Tâm những cái vụ đó lên lên cha quên bắt đèn cha đâu có đâu cần quên bắt đèn thôi ai khỏi bắt đèn nữa nha. Rắn đã sắp chín rồi các bạn nha, có bộ thêm một tỏi để tăng thêm hương vị cho món rắn này. Anh Tùng sẽ đảo lớp sả dưới lên rồi, còn thi rắn không à, gấp sả lên. Đó, xả màu xanh dưới đây. Mình xả thế này rắn là sắp chín tới rồi các bạn nha. Khoảng 5 phút nữa chúng ta phải ăn được rồi.
Chơi. Mình chỉ quay để anh Tùng anh gấp ra hết. Ồ, cắt thấy thèm kìa. Thử anh Tư, anh Tư ơi. Anh Tư cầm đuôi đi, đuôi cầm đuôi đi cho ăn hành cho đã. Đuôi nè, đuôi cầm. Đuôi rồi. Chịu hết nổi rồi anh em ơi. Anh em có thử món này. Thấy anh Tư ăn anh thèm cái gì rồi. Tới khúc này là mấy anh cứ việc cắt nhanh nhanh đi. Có bự đi. Chắc được rồi. Chơi cũng bự đi. Bự đi. Ngon anh Tư, rất là ngon. Không biết ngon không mà em thấy em chảy nước miếng rồi đó anh Tư ơi. Ăn mạnh mẽ chút xíu coi, ngon phải ăn mạnh mẽ chút xíu coi. Mềm ha. Mềm ngon, ngon. Rồi giờ tới anh em bước đi. Tôi thấy ông áo đỏ ông thèm lắm rồi đó. Tôi thấy ông chảy nước miếng rồi đó, không cái mặt ông kìa. Anh sông núi miền Tây đó. Cái này là ngon nhất rồi các bạn. Khúc này là khúc cái khúc mà hấp dẫn với ông nhất bà con. Anh này anh có anh gốc miền Tây nè. Đó. Anh vừa ăn vừa nói không? Quay đây. Không đó, anh nói là anh khoái anh nói ai quay đi anh ăn ăn à. 1 2 3 vô. Cuối cùng thì anh em chúng tôi sẽ ăn bữa tiệc này và sẽ không đưa cái hình ảnh ăn nhậu của anh em chúng tôi lên video, quay cảnh sơ sơ thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Bước Chân Miền Tây cũng như anh em trong team miền Tây của anh em chúng tôi. Có yêu thích thì cho anh em chúng tôi một đăng ký kênh, một chia sẻ nhiều người biết cho anh em chúng tôi có động lực làm những video hay hơn. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại, bye bye. Bye Rồi chào bà con luôn nha. Oh, my God.